À, vậy là hiện tại đang có tin đồn là Lãnh Thành còn nam em yêu nhau hả? Thì cái chuyện mà yêu thương mọi người nó là chuyện bình thường của chúng ta mà, đúng không? Mọi người thấy sao? Thì bây giờ tôi thấy rằng cái việc của người ta yêu thương nhau là cái chuyện cũng dễ thấy trong cuộc sống thôi mà, đúng không? Sự thật đến bây giờ mà bây giờ em nói có cũng đâu phải sự thật và nói không cũng đâu phải sự thật đâu. Cái này nó sao nhỉ? Sao có tin đồn đấy? Chết mải tập trung cho dự án sắp tới thôi, thế là cũng không biết là giờ có tin đồn gì, chỉ thấy mọi người cứ hay gắn ghép, tưởng là mọi người thấy đẹp đẹp thì gắn ghép thôi. Anh thấy là như thế nào? Đó. Nam em thì xinh, khá là dễ thương ấy. Mà sức khỏe thì hơi yếu nên đôi khi là cũng hay kiểu chắc vì mệt ấy, thế nên hơi quạo. Mẫu giống với nam em không ạ? Thì chắc là kiểu bây giờ mà nói kỹ ra là mẫu kiểu gì ấy, thì cũng không biết, nó nhiều chi tiết đó, kiểu Thanh hay để ý những chi tiết nhỏ ấy. Còn mẫu kiểu nam em thì nam em cũng xinh, chắc là cũng có nhiều người thích cái mẫu con gái như này ấy. À thì cứ chúc mừng bạn ấy vì bạn ấy vẫn còn một trái tim biết yêu thương. Và cũng phải tự chúc mừng mình vì cũng có một người nào đó người ta chịu yêu mình và bày tỏ tình cảm mình. Mối quan hệ đấy ạ? Hả? Mối quan hệ hiện tại như nào ạ? Muốn đặt hỏi mấy câu hỏi này là đơ, không biết phải gọi nào thôi. Chứ mọi người cứ theo dõi, không là bạn thì cũng là cái gì đó nó không nói được. Kế hoạch sắp tới Thanh có tham gia một phim với anh đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn của rất là nhiều phim nổi tiếng và đi dự thi liên hoan quốc tế. Có một phim dài tập của anh Di lần này cũng gọi là xuống núi để làm nghề. Ý Thanh muốn nói rằng là bình thường anh Di làm rất là nhiều phim nghệ thuật hay, cũng như là có được nhiều giải thưởng, từ lời khen ngợi đến từ các chuyên gia về phim ảnh quốc tế. Còn lần này thì anh Di có làm một phim dài tập, nó Thanh nghĩ rằng nó sẽ là một cái điều đặc biệt và thú vị. Thỉnh thoảng thả tin story. À, bản thân nam em cũng khá là nhiều việc nên lâu lâu thì có đám bạn hẹn chung thì đi rồi. Nếu mà có duyên, nhưng mà không biết là kết hợp cái gì. Một người thì là hoa hậu, một người là diễn viên, thế bây giờ không biết kết hợp thì đóng phim chung rồi. Biết đâu được ấy, lại có người thấy cặp đôi là đẹp, mọi người lại cho một vai diễn là phù hợp. Cảm ơn mọi người. Thấy diễn yêu đem em đi Tâm Thân ơi. Đẹp chưa Âu ạ? Đẹp. Đẹp rồi nha. Giờ anh xin dán đúng đi. Hai người đứng hô xin đi. Nào, xếp nhau cho tao.